Chiến thần thánh y Đường Tuấn. Chương 2881, Trương sư huynh, thì ra anh lợi hại như vậy. Lúc trước, chẳng qua là ông lão Thiên Dũng đã nhìn chúng vị hộ đạo thần quân sau lưng Đường Tuấn, nên ông ta muốn mượn cơ hội kết bạn mà thôi. Đông đảo học trò Vạn Diệu cung đều khiếp sợ và kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, có người ngạc nhiên nói, Trương sư huynh, thì ra anh lợi hại như vậy. Đường Tuấn cười nhạt, nói, là bởi vì Triệu sư huynh bị thương, bằng không tên kia cũng không cần ta ra tay. Tuy rằng các học trò Vạn Diệu cung cảm thấy có chút không hiểu, nhưng bọn họ vẫn tiếp nhận câu nói này, dù sao cho tới nay, Triệu Huyền vẫn là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Vạn Diệu cung. Triệu Huyền nghe vậy, anh ta lập tức nhìn Đường Tuấn với ánh mắt cảm kích. Anh ta chính là thánh tử của Vạn Diệu cung, nếu bởi vì trận chiến này mà mất đi uy danh, vậy tương lai khi anh ta kế thừa Vạn Diệu cung nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối. Một đám người Vạn Diệu cung không có tiến vào Long Thành, mà bọn họ tìm một chỗ trống trải thật lớn ở bên ngoài Long Thành để tạm thời nghỉ ngơi. Triệu Huyền và Đường Tuấn sóng vai ngồi trên một tảng đá, bọn họ nhìn Long Thành ở phía xa. Triệu Huyền trầm giọng nói, lần này anh làm hổ ấp bị thương, lần sau khi tiến vào tháp Đăng Long chỉ sợ sẽ bị nhằm vào. Anh ta thấy Đường Tuấn vẫn bình tĩnh, thì nhíu mày, nói thực lực của hổ ấp rất mạnh, nhưng cũng không phải người mạnh nhất tinh vực Bạch Hổ. Lần này thanh niên mạnh nhất tinh vực Bạch Hổ tên là Hổ Tiêu, nghe nói trong cơ thể có một tia huyết mạch của Bạch Hổ tôn giả, anh ta xếp thứ 10 trong Đại hội Vạn Tiên, và anh ta cũng có tư cách giành chiến thắng trong Đại hội Vạn Tiên lần này. Ngoặc kép. Hổ Tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Tuấn thấp giọng đọc cái tên này, nắm đấm hơi nắm chặt. Không biết bây giờ thực lực của anh ta so với những thiên kiêu này, ở tầng thứ nào đây? Triệu Huyền nói tiếp, lại nói tiếp, Hổ Tiêu thực sự trở nên nổi tiếng sau một trận chiến, chính là trận chiến với thánh nữ Độc Cô Cung ở tinh vực Chu Tước cách đây không lâu. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, anh thất thanh nói, Mộ Thanh sao? Trước lối vào núi Vạn Thần, cảnh Mộ Thanh bảo vệ anh ta dường như vẫn còn ở trước mắt. Triệu Huyền than thở, Độc Cô Cung cũng chỉ có một thánh nữ như cô ấy. Vị thánh nữ Độc Cô Cung này cũng là một kỳ nhân. Có người nói có một cuộc kỳ ngộ trong núi Vạn Thần, hình như là thể chất độ ách trong truyền thuyết, nên thực lực của cô ấy e rằng vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc Hổ Tiêu lại mạnh hơn vài phần, anh ta dựa vào bí bảo làm thánh nữ Mộ Thanh bị thương nặng, không biết lần này tại hội tháp Đăng Long, thánh nữ Mộ Thanh có thể hay không xuất hiện. Sắc mặt Đường Tuấn căng thẳng, nói cô ấy bị thương sao? Triệu Huyền gật đầu, nói, nghe nói là như vậy. Nhưng mà thánh nữ Mộ Thanh vốn là một bác sĩ tài giỏi, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Anh ta lộ ra vẻ sùng kính, nói, nếu như có thể gặp thánh nữ Mộ Thanh một lần. Nói xong, vẻ mặt anh ta còn ghét bỏ nhìn Đường Tuấn, nói cùng là bác sĩ, nếu lúc trước ở thành Vạn Diệu, là thánh nữ Mộ Thanh thì tốt biết bao. Ha ha! Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, người này thật đúng là dám nói, yên tâm, sau này anh sẽ có cơ hội gặp cô ấy. Anh đang suy nghĩ, có nên tìm cơ hội để gặp mặt Mộ Thanh một lần hay không, bằng không đoán chừng đến bây giờ cô ấy còn tưởng rằng mình đã chết. Triệu Huyền lại không để ở trong lòng, anh ta coi lời nói của Đường Tuấn là đang hù dọa anh ta. Đường Tuấn cái tên này thực lực rất mạnh, y thuật cũng rất lợi hại, nhưng so với thánh nữ Mộ Thanh, thật đúng là không phải cùng một cấp độ, làm sao có thể có cơ hội quen biết được chứ. Khi người của Vạn Diệu Cung đang chờ đợi tháp Đăng Long mở ra, thì những người khác có tư cách tham gia hội tháp Đăng Long cũng đều lục tục đến. Chương 2882. Đứng ở bên ngoài Long Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chùm ánh sáng rực rỡ bay qua. Trong những ánh sáng rực rỡ đó là từng tòa thần đục, bên trong có thần tử cùng thánh nữ của các tộc. Những ánh sáng rực rỡ này không kiêng nể gì mà tản ra khí tức mạnh mẽ, biểu hiện ra sự tồn tại của mình. Lúc này tác dụng của cường giả thể hệ trước sẽ thể hiện ra. Khắp nơi trong doanh trại, từng đợt khí tức mạnh mẽ và hùng hồn phóng lên trời, chống lại những khí tức mà những ánh sáng rực rỡ này tỏa ra. Nhưng loại đối đầu này chỉ là va chạm đơn thuần, và đơn giản là thực lực của đối phương, cũng sẽ không sứt đầu mẻ trán, không ai muốn trước khi vào hội Đăng Long lâu sẽ xuất hiện thương vong, loại người điên như hổ ấp vẫn là số ít. Ông lão Thiên Dũng cùng đông đảo trưởng lão Vạn Diệu Cung cũng tỏa ra khí tức của mình, cung cấp bảo vệ cho đông đảo đệ tử. Nhìn từng đợt ánh sáng rực rỡ trên không trung, ngay cả kiếm trưởng lão cũng nhìn không được mà cảm thán, đây là một tu hành đại thế.
Các trưởng lão khác cũng dồn dập gật đầu, Trung ương Ngân Hà và tinh vực ngũ đại có thể nói là trung tâm vũ trụ. Thánh địa của vô số người tu hành, cũng chưa từng xuất hiện chuyện tu hành đứt đoạn, những thiên tài như vậy đã xuất hiện gần ngàn năm, nhưng thiên kiêu thời thịnh như mưa vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Sắc mặt ông lão Thiên Dũng ngưng trọng, ông ta thấp giọng nói, thịnh vượng chắc chắn sẽ suy tàn. Các trưởng lão Vạn Diệu Cung nghe được lời này, sắc mặt của bọn họ cũng đồng thời biến đổi, nhưng họ lại không nói thêm nữa. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hổ gào, âm thanh xuyên qua vàng dòng đá nứt, giống như ngay cả tinh thần cũng có thể đập vỡ tan. Sự thật cũng đích thực là như thế, theo tiếng hổ gào này vang lên, sắc mặt của một ít tu sĩ có tu vi hơi yếu cũng đồng thời trở nên tái nhợt, miệng phun ra máu tươi. Là thần tử của hổ tộc. Ai đó đã hét lên. Vẻ mặt của Triệu Huyền trở nên nghiêm túc, anh ta nói với Đường Tuấn, hổ tiêu tới rồi. Cách đó không xa, một đội ngũ lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đầu tiên xuất hiện, là một chiếc chiến xa bằng đồng cao mười mấy mét, trên chiến xa có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng màu trắng. Mặt người đàn ông không chút cảm xúc, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không hề tức giận và kiêu ngạo, giống như thiên địa đều phải thần phục ở dưới chân anh ta. Mà người kéo xe, không phải là yêu thủ nào, mà là từng tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ nhân tộc này ăn mặc đơn sơ, giống như dã nhân, nhưng thực sự đều là người tu hành động hư cảnh, một đám người lôi kéo một chiếc chiến xa bằng đồng, phi hành ở trong không trung. Người điều khiển chiến xa bằng đồng là một cô gái. Cô gái trông rất nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng làm ra hành động lại vô cùng hung ác. Trong tay cô ta cầm một cây roi, thỉnh thoảng cô ta sẽ hung hăng đánh vào trên người những tu sĩ nhân tộc đang kéo xe. Chương 2883. Roi đánh vào người tu sĩ nhân tộc làm loang lổ những vết máu, nhưng cô gái kia lại cười, khanh khách. Tuy tiếng cười trong trẻo dễ nghe, nhưng nhìn hành động của cô ta lại khiến người khác phát lạnh. Người tu hành đời trước của hổ tộc và tùy tùng đi theo phía sau chiến xa, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đội ngũ này gần trăm người, quy mô cũng không lớn, nhưng vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thanh niên ngồi trong chiến xa chính là Hổ Tiêu, là thần tử của hổ tộc, nghe nói anh ta có một tia huyết mạch bạch hổ tôn giả. Cô gái lái xe cho anh ta, cũng là nữ hầu của anh ta tên Hồ Ly, thực lực của cô ta cũng rất mạnh, xếp hạng hơn 100 trong tuyển chọn ở Đại hội Vạn Tiên. Triệu Huyền nhẹ giọng giới thiệu với Đường Tuấn. Anh ta nhẹ nhàng thở dài, nói, ngay cả nữ hầu lái xe cũng tài giỏi như thế, hổ tộc không hổ danh là một trong 6 đại bộ tộc, lai lịch thật sự là đáng sợ. Đàn em Trương, lần này ở Tháp Đăng Long, nếu không anh hãy suy nghĩ lại đi. Anh ta nói nhiều như vậy, chính là muốn cho Đường Tuấn biết hổ tộc mạnh mẽ đến cỡ nào, miễn cho đến lúc đó Đường Tuấn sẽ mất mạng vô ích. Ai biết anh ta vừa nói xong, Đường Tuấn lại nói, Tháp Đăng Long, tôi nhất định phải tham gia. Triệu Huyền nhíu mày, anh ta khó hiểu nhìn về phía Đường Tuấn, lại thấy sắc mặt Đường Tuấn tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa lửa giận. Đàn em Trương, anh không cần để ý, có vài người còn chưa sinh ra đã có được tài nguyên mà những người khác cả đời cũng không chiếm được, Hổ Tiêu chính là loại người này. Triệu Huyền lên tiếng an ủi, anh ta cho rằng Đường Tuấn đang phẫn nộ. Nhưng Đường Tuấn không giải thích nhiều, ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn những người nhân tộc đang kéo xe trong đội ngũ hổ tộc. Từ khi rời khỏi địa cầu đến bây giờ, mặc dù anh cũng đã gặp qua không ít nhân tộc, nhưng phần lớn đều không phải thuần huyết nhân tộc. Nhưng trước mắt những nhân tộc đang kéo xe cho Hổ Tiêu, từ trên người bọn họ Đường Tuấn cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Những người này là nhân tộc thuần huyết. Mà hiện tại những người này lại kéo xe cho Hổ Tiêu, bị người khác coi như dã thú tùy ý đánh. Loại phẫn nộ này làm cho Đường Tuấn thiếu chút nữa muốn nổi lên, đánh chết Hổ Tiêu. Nhưng anh biết nếu mình thật sự làm như vậy, thì anh chắc chắn sẽ không thể rời khỏi Long Thành, nên anh đành phải mạnh mẽ đè loại ý niệm này xuống, chuẩn bị đợi đến Tháp Đăng Long rồi nói sau. Lúc này, Triệu Huyền cũng phát hiện ra Đường Tuấn có điều bất thường, anh ta thở dài, nói, những người đó là người tu hành được tinh vực Bạch Hổ nuôi nhốt, nghe nói tổ tiên của những người này đến từ thiên khí chi địa, là nhân tộc thuần huyết. Năm đó nhân tộc mạnh mẽ đến cỡ nào đáng tiếc hiện giờ lại bị nuôi nhốt và tùy ý giết chóc. Đừng nói nữa. Chương 2884. Đường Tuấn trầm giọng nói. Gân xanh trên mặt anh không ngừng nổi lên, cảnh con trăn trắng trong Vạn Diệu Thiên Nghi nuốt chửng nhân tộc, anh còn nhớ rất rõ ràng. Bây giờ anh có thể khẳng định, con trăn trắng kia chắc chắn là ở trong tinh vực Bạch Hồ. Triệu Huyền cũng không dám nói nữa, từ trên người Đường Tuấn anh ta cảm nhận được sát khí lạnh như băng.
Đường Tuấn thu hồi ánh mắt, anh không đành lòng nhìn tiếp. Bên kia, chiến xa của Hổ Tiêu tìm một ngọn núi rơi xuống, nữ hầu chạy xe lập tức rót rượu đấm lưng cho anh ta, cô ta đã thay đổi tác phong ma nữ lúc trước, thay vào đó là một dáng vẻ trông vô cùng ân cần và ngoan ngoãn. Thần tử. Rất nhanh, Hổ ấp đã mang theo nhân sâm gặp Hổ Tiêu. Ngay cả những nhân vật thế hệ trước đi theo bên cạnh Hổ ấp cũng lộ ra thái độ cung kính với Hổ Tiêu, tất cả đều có thể suy ra địa vị của Hổ Tiêu trong hổ tộc. Hổ Tiêu ngồi trong chiến xa, ánh mắt anh ta khẽ nhấc lên, rồi nhìn về phía Hổ ấp, lông mày anh ta khẽ nhíu lại và nói, ai đã đánh anh bị thương? Hổ ấp không dám giấu giếm nữa, anh ta nói hết sự việc ra. Sau khi anh ta nói xong, trong con người Hổ Tiêu bỗng nhiên lóe ra một tia nguy hiểm, anh ta nói, đi nói với Trương Long Sơn, bây giờ anh ta tới đây nhận lỗi, thì tôi có thể tha cho anh ta một mạng. Hầu nữ Hồ Ly chuẩn bị rời đi, thì Hổ ấp vội vàng nói, thần tử, thực lực của người kia khá mạnh, tôi lo lắng. Chẳng lẽ anh ta dám phản kháng sao? Hổ Tiêu cắt đứt lời của Hổ ấp, nói, một vạn diệu cung mà thôi, cho dù giết hết, chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm gì tôi? Nghe nói vạn diệu thiên nghi của vạn diệu cung là một bảo bối không tồi, để cho bọn họ giao ra, nếu không giết hết. Anh ta lấy ra một tấm ngọc phù giao cho Hồ Ly, rồi nói, nếu như bọn họ dám phản kháng, cô hãy thúc giục ngọc phù, giết hết toàn bộ bọn họ. Hồ Ly cầm ngọc phù rời đi. Trong doanh trại vạn diệu cung, một đám người đang yên lặng chờ đợi tháp đăng long mở ra. Trước khi tháp đăng long mở ra, phần lớn mọi người đều không thể tiến vào long thành. Mà trải qua chuyện vừa rồi, Triệu Huyền dường như cảm giác được cái gì đó, anh ta cũng không tìm Đường Tuấn nói chuyện nữa. Trương Long Sơn đi ra. Một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Đợi sau khi bọn họ nhìn thấy người tới là Hồ Ly, rất nhiều người đều mặc niệm cho Vạn Diệu Cung. Hổ tộc rất hay lấp liếm điều sai trái của mình, sau khi Trương Long Sơn làm hổ ấp bị thương, bọn họ sẽ nhất định không dễ dàng bỏ qua. Ông Lão Thiên Dũng dẫn theo mấy trưởng lão đi tới trước người Hồ Ly, ông ta đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì Đường Tuấn đã đứng bên cạnh bọn họ, anh trầm giọng nói, chính là tôi. Chương 2885. Hồ Ly khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Tuấn, cô ta nói, anh rất lớn mật, lại dám đánh thương hổ tộc cao quý. Thần tử niệm tình anh tu hành không dễ dàng gì, vì vậy nếu bây giờ anh đi qua nhận tội và xin lỗi, thì có thể tha cho anh một mạng. Đường Tuấn lạnh lùng nói, ảo tưởng. Hồ Ly hơi giật mình, cô ta nhìn về phía ông Lão Thiên Dũng cùng mấy trưởng lão Vạn Diệu Cung, nói, đây cũng là ý của các người sao. Ông Lão Thiên Dũng nhìn Đường Tuấn, ông ta thầm thở dài, nói, nếu ngay cả học trò của mình mà Vạn Diệu Cung tôi cũng không bảo vệ được, vậy thì cũng không cần lăn lộn nữa. Tốt lắm, vậy các người đi chết đi. Hồ Ly cười lạnh một tiếng, cô ta thúc giục ngọc phù trong tay. Ngọc phù nổ tung, linh khí xung quanh nhanh chóng vọt tới, cuối cùng hình thành một cái móng hổ vồ lấy mọi người trong Vạn Diệu Cung. Sức mạnh còn chưa bộc phát, tất cả mọi người trong Vạn Diệu Cung bao gồm cả ông Lão Thiên Dũng đều cảm giác lòng mình trầm xuống, giống như bọn họ đã rơi vào vũng bùn, gần như không có cách nào nhúc nhích được. Triệu Huyền gian nan ngẩng đầu, anh ta nhìn móng hổ cực lớn, trong lòng vô chua cùng xót, thầm nghĩ, đây là thực lực 10 vị trí đầu sao. Anh ta xếp hạng hơn 200, chí khí rất cao, nhưng dưới một cái móng hổ này, dường như ngay cả tâm linh của anh ta cũng bị phá hủy. Ông Lão Thiên Dũng cười khổ, ông ta chuẩn bị liều chết đánh một trận, nhưng ông ta cũng không nghĩ tới Hổ Tiêu lại không kiêng nể gì như vậy, nói ra tay là ra tay ngay. Đường Tuấn dùng mình trong lòng, anh đang chuẩn bị ra tay. Mọi chuyện cũng đều vì anh nên mới xảy ra, anh cũng không thể nhìn người của Vạn Diệu Cung bị giết hết được. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi vang lên một giọng nói không có chút cảm tình nào. Nơi này là tinh vực Kỳ Lân, không phải tinh vực Bạch Hổ. Một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như có một sức mạnh thần kỳ không cách nào tưởng tượng được, cái móng hổ khổng lồ trên không trung dần dần tiêu tán, mọi người Vạn Diệu Cung cùng Đường Tuấn không bị tổn hại một lông tóc nào. Hồ Ly lùi lại vài bước, sắc mặt cô ta sợ hãi nhìn về phía chân trời. Giọng nói được nói ra rất bình tĩnh. Không có tiếng khàn, nhưng nó vang lên ở bên tại mỗi người tu hành, mà mỗi người tu hành nghe được những lời này đều sững sờ, đồng thời tất cả đều đồng loạt nhìn về phía chân trời. Hổ Tiêu xuất hiện sau lưng Hồ Ly, anh ta nắm lấy bả vai cô ta, để cho cô ta khỏi lùi về phía sau. Đạo nhất.
Trong mắt Hổ Tiêu bộc phát ra chiến ý, anh ta nhìn về phía chân trời. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người, có một bóng người xuất hiện từ phía chân trời, đó là một thanh niên. Thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn dị thường, gần như là quỷ dị, nếu như mặc đồ nữ, thì sẽ là một mỹ nữ. Chương 2886. Anh ta chắp hai tay sau lưng, không có cất bước, nhưng lại giống như quỷ mị, từ chân trời xa xôi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dịch chuyển nhanh, thanh niên này nằm giữ dịch chuyển nhanh. Đợi đến khi người này xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người Vạn Diệu Cung, rất nhiều người xung quanh đều dồn dập quỳ xuống, bọn họ cung kính nói, xin chào Đạo Nhất Thần Tử. Đạo Nhất Thần Tử, người đứng đầu trong lần tuyển chọn ở Đại hội Vạn Tiên Kỳ trước, và anh ta cũng là người đầu tiên trong thế hệ trẻ của tinh vực Kỳ Lân. Ngay cả những người trong Vạn Diệu Cung cũng đều phải hành lễ, nhưng Đường Tuấn không có bất kỳ động tác nào, ngược lại anh trở thành kẻ khác loại. Triệu Huyền liên tục nháy mắt với Đường Tuấn. Nhưng Đường Tuấn lại giống như không nhìn thấy. Sau khi Đạo Nhất vừa xuất hiện, những thiên tài đạt top 10 đã đến Long Thành cũng đều lần lượt xuất hiện, có Tu La Thần Tử của tộc U Minh, có Thiên Nữ của Hải Tộc, còn có các loại thiên kiêu của tộc Cơ Giới. 10 đạo khí tức giống như 10 đạo khí trụ phóng lên trời, nó còn mạnh mẽ hơn so với khí tức nở rộ của những cao thủ thế hệ trước, giống như biển thẳm. 10 khí tức ở trên trời, đối lập với nhau. Không biết bao nhiêu người hâm mộ khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cũng có thể làm được như thế, mới không uổng công tu hành một đời. Đạo Nhất, anh chắc chắn muốn nhưng tay vào việc này sao? Hổ Tiêu nhìn chằm chằm Đạo Nhất, anh ta trầm giọng nói. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, anh ta cười nhạt một tiếng, rồi nói, Vạn Diệu Cung là một phần tử của tinh vực Kỳ Lân tôi sẽ không thể cứ ngồi yên mà mặc kệ được. Nếu vì điều này mà anh muốn chiến đấu, tôi sẽ đi cùng. Sắc mặt Hổ Tiêu trầm xuống, nhưng anh ta không ra tay. Anh ta đã từng giao thủ với Đạo Nhất mấy lần, nhưng đều không phải là đối thủ. Sau đó anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói, nếu như ở trong tháp Đăng Long thì sao? Đạo Nhất nói, hội Đăng Long lâu, sống chết có số, trừ khi anh ta cầu xin tôi, nếu không tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Hổ Tiêu hừ một tiếng. Rồi nói, được. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói, lần này bỏ qua cho anh trước, chờ sau khi vào tháp Đăng Long mới trừng trị anh sau. Nói xong, anh ta mang theo hồ ly rời đi. Đạo Nhất Thần Tử đại nghĩa, không hổ là người số một tinh vực Kỳ Lân ta. Đạo Nhất Thần Tử. Đạo Nhất Thần Tử. Tiếng hoan hô vang lên theo, dù sao tinh vực Kỳ Lân cũng là đại vực số một trong tinh vực ngũ đại. Lần này bọn họ cũng có nhiều người tham gia đại hội vạn tiên nhất. Hành động của Đạo Nhất Thần Tử nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay, ngay cả những người ở tinh vực khác cũng đều khen ngợi anh ta, đây chính là phong thái của người đứng đầu trong thế hệ trẻ, đáng để mọi người học tập. Chương 2887. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đạo Nhất từ trên không trung hạ xuống, anh ta đứng ở trước mặt mọi người Vạn Diệu Cung. Hai chân anh ta không có chạm đất. Cách một khoảng cách, giống như sợ bụi bặm trên mặt đất dính vào trên người mình. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói thực lực của anh coi như không tệ, nhưng còn chưa phải là đối thủ của Hổ Tiêu đâu, tốt nhất nên từ bỏ hội Đăng Long lâu. Trương Long Sơn, Đạo Nhất Thần Tử đây là có ý tốt nhắc nhở anh, ở bên ngoài anh ta còn có thể bảo vệ anh, nhưng một khi anh tiến vào tháp Đăng Long, đó sẽ là vấn đề sinh tử. Ai đó hét lên. Đường Tuấn lại lắc đầu. Nói tôi cũng muốn đấu với Hổ Tiêu một trận. Anh vừa dứt lời, trong sân nhất thời trở nên yên lặng, ngay cả nụ cười trên mặt Đạo Nhất Thần Tử cũng thu lại. Trương Long Sơn, trong đại hội vạn tiên, anh mới xếp hạng mấy, mà lại dám nói nhảm như vậy. Có người nhìn Đường Tuấn như thể họ đang nhìn kẻ ngốc vậy. Trương Long Sơn xếp hạng trên 500, có lẽ trong vạn tiên hội xem như thành tích của anh ta cũng không tồi, nhưng so với Hổ Tiêu xếp hạng thứ 10. Thì vẫn là thua kém rất nhiều. Đây cũng là quan điểm của rất nhiều người, dù sao Trương Long Sơn trước kia vẫn không có chỗ xuất chúng, anh ta ở dưới Triệu Huyền. Đạo Nhất Thần Tử nói, tinh vực Kỳ Lân ta sinh ra một nhân tài không dễ dàng gì, cho nên ta sẽ tận lực bảo vệ các người. Nhưng nếu anh muốn chết, tôi sẽ không ra tay. Nói xong, Đạo Nhất Thần Tử trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Đạo Nhất Thần Tử giống như bởi vậy mà có chút tức giận. Rất nhiều người nhìn Đường Tuấn đều trở nên không tốt. Đám người ông Lão Thiên Dũng biết thân phận Đường Tuấn,
bọn họ cũng không thể tin được nhìn anh. Loại hành vi này trong mắt bọn họ cũng không phải là dũng khí gì, mà là xúc động lỗ mãng, thậm chí là ấu trĩ nhất thời. Trong lòng Triệu Huyền thở dài một tiếng, anh ta vỗ bả vai Đường Tuấn, đồng tình nói anh xong rồi. Đạo nhất thần tử là nam thần trong lòng của rất nhiều nữ tu sĩ, anh làm trái ý tốt của anh ta như vậy, những nữ tu kia chắc chắn đều hận chết anh, về sau ra cửa anh phải cẩn thận một chút. Đường Tuấn dở khóc dở cười, mạch não của tên này thật không giống những người khác. Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, nếu Triệu Huyền hoặc Vạn Diệu Cung khiển trách anh vì điều này, thì có thể anh phải suy nghĩ thật kỹ lập trường kế tiếp. Nghe nói đạo nhất thần tử hình như có ý với thánh nữ Mộ Thanh, không biết có phải là thật hay không? Nếu như là thật, vậy không biết bao nhiêu người ái mộ thánh nữ Mộ Thanh sẽ khóc chết mất, tranh một người con gái với đạo nhất thần tử, đây là chuyện hoàn toàn không có hy vọng mà. Vẻ mặt Triệu Huyền buồn bã, dáng vẻ không thể luyến tiếc. Người của tinh vực Chu Tước tới rồi. Triệu Huyền vừa nói xong, cách đó không xa đã vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Ánh mắt anh ta sáng ngời, sau đó anh ta lôi kéo Đường Tuấn bay vút về phía nơi có tiếng kêu gào, vừa bay anh ta vừa nói, tôi sợ anh còn chưa từng thấy qua mặt mũi của thánh nữ Mộ Thanh, tôi dẫn anh đi mở mang kiến thức một chút, để cho tên nhóc anh khỏi suy nghĩ lung tung. Đường Tuấn cười nhạt, người này rõ ràng là mình muốn đi, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta còn tìm lý do này. Tính ra, anh đã ở trong thần quốc một năm, quả thật cũng đã lâu rồi anh chưa gặp Mộ Thanh, không biết cô ấy bây giờ thế nào. Nghĩ đến những điều này, anh cũng không từ chối đề nghị của Triệu Huyền. Chương 2888. Vẻ mặt Triệu Huyền nghiêm nghị, nói, ban đầu tinh vực Chu Tước vốn là ở dưới cùng trong tinh vực ngũ đại, nhưng lần này lại trở thành hắc mã lớn nhất. Ngoại trừ thánh nữ Mộ Thanh thiếu chút nữa chen vào top 10 ra, mặt khác còn xuất hiện ba cái tên đã xác định thể chất đặc thù, bọn họ đều vọt vào top 50. Ba người theo thứ tự là Thái Hạo của thể chất đại diễn thánh, Trảm Như Long của vạn kiếp bất diệt thể, còn có thần thể Chu Tước Ly Thanh Trần. Tam đại thể chất đặc thù, hơn nữa họ còn đều là thể chất cấp 8, quả thực làm cho người ta không thể tin được. Triệu Huyền thở dài, nói, ban đầu tôi cho rằng trong những năm qua mấy thể chất đặc thù này là gốc gác của tinh vực Chu Tước, nhưng khoảng thời gian trước tôi nhận được một tin tức, nghe nói tam đại thể chất đặc thù cũng không phải bẩm sinh mà có, mà là được cải tạo sau này, hơn nữa còn đều là xuất phát từ cùng một tay bác sĩ. Bác sĩ này quả thực là nghịch thiên. Chỉ tiếc rằng anh ta bị bước vào trong núi vạn thần, bây giờ sợ là anh ta cũng đã chết rồi, bằng không, nếu như bác sĩ này xuất hiện, không biết có bao nhiêu môn phái thánh địa trong tinh vực ngũ đại này sẽ sứt đầu mẻ trán để mà cướp anh ta về. Anh ta nhìn Đường Tuấn, nói y thuật của anh quả thực cũng không tệ, lần này trong số các bác sĩ tham gia vạn tiên hội, nói không chừng anh sẽ có cơ hội lọt vào top 50, nhưng so với người kia, anh còn phải học tập rất nhiều. Cố gắng thật tốt đi, nếu tương lai anh có thể có 1/10 của người kia, bàn về địa vị chắc chắn sẽ không thua kém Hổ Tiêu. Đường Tuấn ngượng ngùng nở nụ cười, anh sờ sờ mũi, nếu Triệu Huyền biết vị bác sĩ mà anh ta đang thổi phồng đến vô cùng thần kỳ kia chính là mình, không biết anh ta sẽ lộ ra biểu cảm gì đây. Phía trước, một đám người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nhìn về phía không trung. Triệu Huyền cũng lôi kéo Đường Tuấn đi tới nơi này, nhìn một đội ngũ đang bay lượn trên không trung, mà ba người dẫn đội kia cũng coi như là người quen cũ của Đường Tuấn, theo thứ tự là Tô Minh Thảo, Kiều Bất Di và ông Lão Thiên Thanh. Phía sau ba người là đám người Mộ Thanh và Thái Hạo. Tinh vực Chu Tước đã thu hoạch được khá dồi dào ở trong núi Vạn Thần, thực lực cũng tăng lên rất lớn, ngoại trừ đám người Mộ Thanh ra, tứ đại thánh địa cũng có không ít đệ tử vọt vào top 10.000 của Vạn Thiên Hội, và có đủ tư cách tham gia hội đăng long lâu. Ánh mắt Đường Tuấn dừng trên người Mộ Thanh. Cô ấy vẫn như cũ đeo mạng che mặt màu xanh nhạt, che đi dung mạo có 102, vừa xuất hiện cô ấy đã hấp dẫn ánh mắt của vô số nam tu hành giả. Ngay cả một ít nữ tu hành giả nhìn thoáng qua, cũng đều cảm thấy xấu hổ tự ti, và không khỏi ghen tị. Từ xa, một vệt ánh sáng bay tới, rơi ở phía trước đội ngũ tinh vực Chu Tước. Người kia vừa xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đội ngũ tinh vực Chu Tước cũng ngừng lại, tất cả đều tỏ vẻ tôn kính đối với anh ta. Chương 2889. Bởi vì anh ta chính là quán quân đại hội Vạn Tiên lần này, người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi tinh vực Kỳ Lân đạo nhất thần tử. Đạo nhất thần tử khẽ gật đầu với mấy người Tô Minh Thao, sau đó thâm tình nhìn Mộ Thanh,
anh ta lộ ra một nụ cười nhu hòa, nói, thánh nữ Mộ Thanh, còn có các vị tinh vực chu tước, các người mới đến Long Thành, nên tôi đến dẫn đường cho các người. Làm phiền thần tử rồi. Mộ Thanh không đáp lại, Tô Minh Thao và Kiều Bất Di trịnh trọng nói lời cảm ơn. Đạo nhất thần tử không phản đối, anh ta bay ở phía trước dẫn đường cho bọn họ, thỉnh thoảng anh ta quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Thanh, cái loại dáng vẻ thâm tình mà chân và thành này làm cho rất nhiều cô gái phía dưới phải ghen tị đến tan nát cõi lòng. Quả nhiên, đạo nhất thần tử đang thực sự theo đuổi thánh nữ Mộ Thanh, tôi không có cơ hội rồi. Triệu Huyền vỗ trán, anh ta than thở nói. Anh ta thấy, tuy rằng hiện tại Mộ Thanh không có bất kỳ biểu hiện gì đối với đạo nhất thần tử, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đạo nhất thần tử làm cho rung động. Lấy phong thái của đạo nhất thần tử, thì có mấy cô gái là có thể đỡ được. Anh vốn không có cơ hội. Đường Tuấn chế nhạo nói. Nói xong, Đường Tuấn đã xoay người rời đi, nhìn thấy Mộ Thanh không có việc gì, anh cũng an tâm rồi. Còn nửa tiếng nữa tháp Đăng Long mới mở ra, một khi mở ra sẽ rất lộn xộn, đến lúc đó anh cùng tôi, cũng đừng đi tách ra. Trở lại chỗ nghỉ ngơi của Vạn Diệu Cung, Triệu Huyền nghiêm túc dặn dò. Đến cùng tháp Đăng Long có lợi ích gì? Đường Tuấn khó hiểu hỏi. Triệu Huyền sờ đầu, nói theo truyền thuyết, tháp Đăng Long là nơi Long Thần từng ở trước khi đột phá tôn giả, bên trong ẩn chứa Long khí chí tôn của ông ta. Nếu như người tu hành có thể lấy Long khí chí tôn luyện vào bản thân, thì họ có thể tăng cường được rất nhiều cường độ của thân thể cùng pháp lực, và có được sức mạnh thiên long. Về phần có phải hay không, tôi cũng không rõ lắm. Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, hiện tại anh cũng biết một chút tình huống về cường giả đứng đầu Trung ương Ngân Hà. Hiện giờ Trung ương Ngân Hà, có tổng cộng 6 đại tôn giả, Long Thần chính là một trong số đó. Nếu truyền thuyết là thật, tháp Đăng Long quả thực được coi là bảo vật. Triệu Huyền lại nói, nhưng không phải ai cũng có thể luyện hóa Long khí chí tôn, nếu như mạnh mẽ luyện hóa, nhẹ thì sẽ trở thành quái vật hình rồng, còn nặng thì sẽ nổ tung mà chết. Tháp Đăng Long có tổng cộng 10 tầng, càng lên thì Long khí chí tôn càng mạnh, chỗ tốt cũng càng lớn. Mỗi một tầng chỉ có thể chứa đựng 100 người tu luyện, nên cạnh tranh rất lớn. Chỉ có luyện hóa một tia Long khí chí tôn mới được coi là thông qua kỳ thi ở tháp Đăng Long này. Mỗi một tầng chỉ có 100 người, 10 tầng cũng mới 1.000 người, mà lần tham gia hội Đăng Long lâu này gần như có 1 vạn người, tỷ lệ bị loại sẽ là 9 phần 10, quả thật rất cao. Chương 2890. Triệu Huyền nói, vốn dĩ thực lực của tôi có cơ hội leo lên tầng thứ 8, nhưng bây giờ đắc tội với Hổ Tiêu, chắc chắn anh ta sẽ ra tay với chúng ta ở trong tháp Đăng Long, đến lúc đó nếu như thật sự đụng phải, thì hãy chạy trước, những thứ khác cũng đừng để ý. Lúc này, ở một nơi khác bên ngoài Long Thành. Hổ Tiêu ngồi ở trong chiến xa, anh ta nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình, trầm giọng nói. Cô nói Trương Long Sơn đã bị cô giết chết rồi sao? Người kia chính là thánh nữ Thẩm Hồng Diệp của Điện Sâm La, cô ta cung kính nói, đúng vậy. Vạn Diệu cũng đã sớm kết tử thù với Điện Sâm La chúng tôi. Sự xuất hiện của Triệu Huyền làm cho điện chủ chúng tôi rất bất an, vì vậy ông ấy đã phải tôi cùng mấy trưởng lão đi ám sát anh ta. Nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ có thể làm Triệu Huyền bị thương nặng, nhưng Trương Long Sơn lại bị chúng tôi giết chết, đây là những gì tôi tận mắt nhìn thấy. Hổ Tiêu cười nói, thật thú vị, vậy nói cách khác Trương Long Sơn bây giờ là giả. Thẩm Hồng Diệp gật đầu. Cô ta đã nhìn thấy Trương Long Sơn từ rất sớm, nên cô ta cũng không khỏi hoảng sợ. Nhưng phương pháp ngụy trang hơi thở của Vạn Diệu Cung thật sự rất lợi hại, vì vậy cô ta không có chứng cớ. Sau khi cô ta biết Hổ Tiêu và Trương Long Sơn đối đầu với nhau, cô ta đã tìm tới đây. Hổ Tiêu cười nói, cô là muốn mượn tay tôi giết chết Trương Long Sơn, thuận tiện giết luôn Triệu Huyền sao? Thẩm Hồng Diệp nghe vậy, ngay lập tức cô ta lộ ra vẻ sợ hãi bất an. Hổ Tiêu nói, không cần sợ hãi, tôi có thể thuận tiện giết Triệu Huyền. Nhưng cô tính trả giá gì đây? Đôi mắt như chuông đồng của anh ta lóe ra vài phần tham dục vọng nhìn thân hình uyển chuyển mê người của Thẩm Hồng Diệp. Sắc mặt Thẩm Hồng Diệp khẽ thay đổi, cô ta lập tức hiểu được ý nghĩ của Hổ Tiêu. Nhưng cô ta đang do dự, bởi vì Hổ Tiêu là yêu tộc, dáng người to lớn, cô ta sợ mình không thể chịu nổi loại chấn động này. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, nữ tu chết ở trong tay Hổ Tiêu không ít. Thần tử coi trọng cô, là vinh hạnh của cô.
Cô dám từ chối sao? Hồ ly đứng sau Hổ Tiêu quát lên. Thẩm Hồng Diệp vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, thân hình thon dài uyển chuyển càng thêm quyến rũ, cô ta run giọng nói, Hồng Diệp đồng ý. Hổ Tiêu cười to, bàn tay anh ta nắm lấy, kéo Thẩm Hồng Diệp vào trong chiến xa. Trong sự chờ đợi của vô số người, rất nhanh nửa giờ đã trôi qua. Ầm ầm ầm. Bên trong Long Thành bỗng nhiên vang lên những âm thanh cuồng bạo, tiếp theo một tòa nhà cao lớn chậm rãi hiện lên từ trong hư không. Tòa nhà có tổng cộng 10 tầng, nhưng lại cao gần 10.000 mét, giống như một ngọn núi cao, đập vào tầm mắt của mọi người. Tòa nhà mang theo một luồng khí tức thô bạo, từng tiếng rồng gầm trầm thấp vọng ra từ trong tòa nhà, làm cho người ta run sợ. Đây chính là tháp Đăng Long. Hội Đăng Long lâu bắt đầu, một khi tiến vào trong lầu, sống chết bất cứ lúc nào. Từ trong Long Thành truyền đến một âm thanh, vang vọng vùng thế giới này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2890.